Qua hỏi người ta nhét, đi xuống lại ta nhét, rồi mà ổn lại là máu luôn, ta sẽ chết. Khoai không á, khoai không à. Ok, ở đây thì còn được bao nhiêu ký khoai này? Còn nó chắc cũng có 4-5 ký à. Ngoài cái vị ngọt, vị thơm của khoai thì chú có cảm nhận thêm cái vị gì khác không chú? Đối với người bình thường thì chú có cảm nhận thêm cái vị gì khác nữa không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang để tìm về nhà của một chú, chú tên là chú Vạn. Nhưng mà nơi những cái hàng xóm của chú á, hỏi những hàng xóm của chú thì hỏi chú Vạn thì không, mọi người không biết. Mà hỏi chú ăn khoai lang thì mọi người sẽ gõ, rất là gõ về chú và nơi ở của chú cũng như là những cái sinh hoạt của chú. Nhưng hỏi chú Vạn thì mọi người đều không biết. Tại vì nhà của ở Việt Nam thì nhà đều ăn cơm. Việc ăn hàng ngày là ăn hai cữ cơm. Nhưng đối với chú Vạn ở đây thì chú từ nhỏ đến lớn chỉ ăn khoai lang. Và đặc biệt cái lu mà để chứa gạo thì lại chứa khoai lang. Thì để biết cái sự việc đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và bạn Nghĩa Trần đọc lại tâm linh nhé. Dạ chú Vạn ơi. Dạ. Dạ. Ủa chú à. Ủa cái chân của chú bị gì chú hả? Biến một miếng năm rồi. Dạ. À, chú ngồi đi chú. Chú ngồi ghế đi. Chú ngồi ghế có dựa nó sẽ dễ hơn ha. Chú cho con hỏi là chú năm nay bao nhiêu tuổi và hiện nay thì trong cái căn nhà của mình chú đang ở với ai chú? 62 tuổi. Dạ. Ở thằng con mà bây giờ mà thành phố mà tự ở của mình một. Nhà này hiện nay mình ở có một mình. Rồi con của chú thì lớn chưa? Có vợ rồi. Dạ. Có vợ mà có cháu nội rồi. Con thấy ngôi nhà mình cũng còn đang xây dang dở, là mình không có tiền để xây nữa hay sao chú hả? Người ta cắt cho vậy rồi. Nhà này là nhà tình thương chú. Rồi mấy vợ cháu cũng hùng nhau cho hàng xóm hỗ trợ. Sớm ta hỗ trợ. Dạ, rồi vợ của chú. Thôi hồi con tôi nói con có 4 tuổi là thôi tí giờ. Dạ, chú ơi, hôm nay con với bạn Nghĩa Trần á đọc lại tâm linh thì có tìm đến chú. Với con nghe này, hiện nay trên mạng xã hội nói rất nhiều về cái khả năng đặc biệt của chú là chú không ăn cơm. Và cái lu gạo của mình không có chứa gạo, mà lu của mình không chứa gạo mà mình lại dự trữ khoai lang. Thì chú có thể cho con biết là việc mình ăn khoai lang là từ năm bao nhiêu cho đến bao nhiêu và mình ăn như thế nào? Mình ăn được bao lâu rồi hả chú? Nhỏ lớn luôn mà, mày để cho tao lớn mà. Dạ. Ôi. Rồi cái lu của chú. Cái khoai lang của chú đâu chú? Ôi ơi. Đây còn cầm dĩa này kìa. Chú khó khăn quá. Đó. Là cái lu gạo lúc trước giờ là mình cứ dự trữ khoai lang vậy suốt hả chú hả? Gọi là khoai không á. Khoai không à. Ok, ở đây thì còn được bao nhiêu ký khoai này? Còn nó chắc cũng có 4-5 ký à. Cái lu của người ta lu gạo ba ngày nữa là hết rồi, tôi mua thêm ngày ký nữa. Mỗi ngày chú ăn bao nhiêu ký? Ký gửi hả? Vậy là nhà chú không có hộp gạo nào luôn? Khoai ngoài nhỏ đó mà. Cái khoai đó mới ăn rồi còn nó kêu. Dạ coi chú cho con hỏi là tại sao lúc chú ăn là từ lúc bao nhiêu tuổi, nhỏ lớn là bao nhiêu? Mày đã ba lúc cơm ăn ối hoài ối ra máu luôn trời. Nói ra giết rồi bao để lớn nó ăn gì. Cái người ta đút qua ối, người ta nhét, đi xuống lại ta nhét, rồi mà ối lại ra máu luôn, ta sẽ chết. Trời ơi, ổng chết bất tử rồi, đụng mà nó còn thường nhân mạng nữa. Quay qua ta mới ấy rồi, với má tôi cũng
Hôm để lúc hai nó ăn thử, lúc hai mà tới giờ ăn tới giờ luôn. Chú có thử ăn món gì khác không? Ngoài ví dụ chú không ăn cơm là tinh bột được, thì chú có ăn bún hay là ăn hủ tiếu đồ được không? Bánh mì. Bánh mì chú ăn được? Bánh mì không ạ? Bánh mì, mì gói á, nấu ăn. Vậy thì chú có ăn cá, những thực vật, động vật, cá đồ không? Cá mắm có ăn. À vậy thì nó chỉ gạo là chú ăn không được thôi. Còn cá hay là thịt thì chú, hay là rau thì chú ăn được hết. Dạ. À mà con thắc mắc cái này chú, rồi chú không có ăn cơm vậy, rồi cá thịt đó mình nấu canh hay là làm sao mình ăn sao chứ? Nó hay có bà chị bà múc vô bà cho, rồi bà nấu canh này canh kia đó, bà cho ăn. Tức là mình chỉ hấp canh thôi à, với ăn khoai lang ha. Nhờ nó có tanh lắm không chú? Đối với chú việc ăn cá là nó có bị tanh không? Không. Không hả? Một cơm rồi ổi liền, ổi ra máu, ổi hoài quá. Đến thời điểm bây giờ thì chú có thử lại cái việc mình ăn cơm không? Có, ổi ăn luôn hồi nãy kìa, ổi lắm. Dạ, chú có tổng cộng là bao nhiêu anh em? Bốn anh em mà chết hết rồi, còn có hai chị gái với tôi. Cái việc mà ăn khoai lang là chỉ một mình chú hay là ở trong dòng họ của mình là có ai ăn nữa hay không? Có mình một à. Chỉ có riêng mình chú ăn. Ừ, mình một là cha mẹ là tới giờ luôn. Là lúc sáng mai luôn rồi. Lúc mà mới mẹ của chú mới sanh của chú ra thì việc đầu tiên là chú có uống sữa giống như những người khác hay không? Có uống sữa mẹ không? Uống bắt dạ có uống sữa mẹ có. Dạ. Uống sữa mẹ khi mà chuyển sang thời gian tập ăn này chú ăn khoa ăn cơm không được? Là ăn cơm bà mẹ mới lúc cơm ăn không được, ói hoài ói. Lúc dạ lúc mà ói thì ba mẹ của chú có chuyển chú lên bệnh viện để thăm khám không? Đó lâu quá đâu có biết được. Dạ. Đó phòng bệnh viện không có nữa. Bệnh viện đâu phải như giờ. Chú chỉ ăn khoai nấu này không hay là có chiên gì thêm không chú? Không, nấu rồi, nó rửa sạch sẽ cái nấu. Rửa sạch sẽ mình nấu ăn bình thường. Ngoài ra là không có chiên hay làm cái thêm bất kỳ cái món gì khác nữa hay chú? Không. Chú đã bị tai biến như thế này là... Thôi, dạ không chú, sao, dạ, chạy nó đi. Chú đã bị con chuột nó chạy đằng kia. Nó chạy ngang y gan là người ta luôn á. Dạng kia. Chú đã bị tai biến bao nhiêu năm nay rồi? 45 tuổi. Là năm nay 62, là 17 năm. Thì khi tai biến thì bác sĩ chẩn đoán của chú là chú có thiếu đạm hay là tinh bột gì hay không? Đạm đâu mà không biết sao bị tai biến, ngủ dậy sao liệt mình. Tóc cạo gió như này kia, cái... máu chảy được mà bây giờ vỡ tới đây à, vỡ cao lên nữa không được, còn này này vỡ tới đây không rồi bây giờ. Chú ăn khoai lang ngon lành giống như là ăn cơm vậy hả chú hả? Trời ơi chú ăn qua có chừng ai lấy hỏi vậy. Ngoài cái vị ngọt, vị thơm của khoai thì chú có cảm nhận thêm cái vị gì khác không chú? Đối với người bình thường thì chú có cảm nhận thêm cái vị gì khác nữa không? Có béo hơn thì tại vì mình khi mình ăn thích cái món đó mình có cái cảm nhận khác người những người khác quá. Một người bình thường thì ăn bao nhiêu khoai đó thì sẽ ngán. Ăn khoảng 2 củ hả? À. Mà một ngày một thôi. Sáng rồi đó, mới ăn á, còn chiều. Trời chiều. Vậy là mỗi ngày chú, buổi sáng là chú nấu 1,5 kg rồi ăn nguyên ngày luôn hả? Chứ đâu, cái nào nấu hoài. Có cái á, là khoai lang mà khi mà mình ăn á, thì nó có bột, nó sẽ bị dướng cổ họng, nó sẽ bị mắc nghẹn. Bà có nước, bà chú uống nước lắm. Dạ. Một ngày cũng có lít 2 lít nước, 2 lít nữa. Bà chú ăn khoai bà có nước uống, để mắc nghẹn cổ rồi. Dạ. Mắc nghẹn cổ. Chú ăn luôn cả vỏ đó cô bác quý anh chị. Chú rửa sạch rồi chú ăn.
chú nhìn chú ăn một cách ngon lành mà mình tụi mình cũng cảm thấy con muốn thèm luôn. Thèm thuồng luôn. Chú ăn là mình không có cảm giác là hay ngán hay chú. Đúng á. Nói rồi. Nói chung là quen à, chứ tụi con là ăn khoảng 2 củ là thấy ngán. Ở đây thì tụi con với bạn Nghĩa thì vô đây thì hỏi chú bạn ở cái con đường này, hỏi chú bạn thì người ta cũng ít biết. Nhưng mà tụi con hỏi chú ăn khoai lang thì mọi người ở đây ai cũng biết hết. Kêu ông đậu khoai không à? Ông đậu khoai. Đậu khoai. Ngon lắm luôn á. Chú ăn có nước con lấy cho chú miếng nước đi để chú. Nước sau lưng, nước sau lưng kìa. Lấy cho chú để con lấy dấu chú để con lấy. Đây nè, nước của chú á. Nước của chú là một cái, không phải là một cái thùng nước lọc, mà nước này là thùng B. Ủa chú ơi, nước này chú lấy ở nước máy nước cây hay vậy? Nước mình xài ấy á. À, nước công tên mình ha. Rồi tiền đâu chú mua khoai? Chú muốn bằng cây gầm mền to vậy đó. Dạ. Chú cũng đã cho mua khoai, có 2-3 ngày hôm qua nè. Lợi cũng thiết kiệm đó, cũng như anh nè. Dạ. Cũng mấy anh nè. Dạ. Ngày hổm cũng thiết kiệm 2 lần rồi, cho lần 200 mua khoai ăn. À, cho tiền chú mua khoai ăn. Không cho 200, lần sau cho 200 nữa mua khoai. Lát tụi con ủng hộ tí chú dạ. Mua khoai. Đó. Ủng hộ cho chú mua khoai ăn. Bởi vậy người ta biết là ông làm như liệt mỗi lần. Hiện nay thì chú Vàng sống trong một cái căn nhà đơn sơ như thế này. Về cái phần tường đó thì coi như là chỉ xây gạch lên thôi, không có tô lên được đó. Chắc vậy hả? Chắc vậy là xong rồi đó. Nói chung là chú có một người con trai. Người con trai của chú thì đi làm xa, cũng đã có gia đình. Hiện nay thì chú đã ly dị với vợ của mình. Thì trong nhà của chú ngoài đồ đạc ra thì đó là một cái lu khoai như thế này, lu đựng khoai. Đây là ngôi nhà đằng sau của chú. Con xin cảm ơn chú ha. Rồi chúc chú đã chia sẻ với con buổi hôm nay về cái khả năng kỳ lạ đặc biệt của mình. Đó thì cũng như coi như là cái duyên. Ở trên thế gian mình thì có rất là nhiều chuyện lạ, và chú là một trong những cái câu chuyện lạ tụi con đăng clip trong ngày hôm nay. Một lần nữa con với bạn Nghĩa Trần Độc Lạ Tâm Linh chúc chú có một cái sức khỏe dồi dào ha. Dạ.